miền biên biết nhớ chàng Khánh Hòa. Bạn hãy nhớ mời nhau trên yên sao khơi xa. Miền quê tôi, miền đất phương, kiếm sao trầm hương. Món ngon người khách thăm nhà, nồng hoài nỗi nhớ ở trong ta. Thủy quân nhà Trần, Lê Văn Đạt cùng đoàn quân gặp bão lớn trên biển nên thuyền dạt vào hòn tre. Tại đây, ông tình cờ phát hiện các đàn chim yến ở vùng biển đảo này. Ông đã cùng thuộc hạ ở lại, tổ chức khai khẩn và khai thác yến sào ở các đảo ven biển. Lê Văn Đạt được tôn vinh là thủy tổ nghề yến sào từ đó. Khi nắng hồng lên, biển sáng như gương
lạc về trên đảo yên giữa sóng biếc muôn trùng. Hỡi dì em mình ơi, bao thương nhớ quê hương, bao yêu lắm miền quê, yêu đất Khánh Hòa ta nơi non trầm biển yên, có nắng và gió, có cát và sóng cho ta bao ý tưởng viết tiếp bài ca nơi miền quê mẹ. Tình tang đòn tang tưng tưng tang đòn tang tưng, ơi bám chung lòng ơi ta xây đắp quê hương. Yến sào là một sản vật của thiên nhiên cực kỳ quý hiếm, dành tặng riêng cho con người. Y học coi yến sào là loại thuốc đại bổ dưỡng, là sản vật giúp con người cải lão hoàn đồng. Ngày xưa, yến sào là sản vật tiến vua, là cống phẩm ngoại giao, là món ăn không thể thiếu trong các lễ đại yến quốc gia. Đất Khánh Hòa ta vang mãi bài ca về tình yêu. Gió lòng nơi đào khơi vâng cánh yến lưng trời, luôn chăm chỉ ngày đêm trên vách đá treo leo nhà tinh và xây tổ, cần mẫn vượt khó gắn bó đời sống thiên nhiên bao lý tưởng, tổ yến làm nên cho đời hương vị. Tình tang non tang tưng tưng tang non tang tưng, yến tròn cho tình yêu cho hạnh phúc nhân gian. Từ Trần, Lê, Nguyễn thì yến sào là sản vật tiến vua, món ăn ấy chỉ dành riêng cho vua chúa. Ngày nay đã khác, người dân ai cũng có quyền hưởng thụ món yến sào. Và từ yến sào, những nhà đầu bếp tài danh đã tạo thành món ăn chất lượng và đầy hấp dẫn. Mà rằng vì đời để loài chim yến như bóng thoi đưa, xây tổ nhưng cả tình yêu cùng tâm huyết cho đời, tình yêu cùng tâm huyết cho đời. Bay nâng tổ yên lòng là sẽ lòng, vì đâu ngoài trùng khơi đó lòng giữa muôn trùng. Muôn trùng luôn thủy chung tiến đến đôi đời không lẽ bạc, tô đẹp cho đời, tô đẹp cho đời muôn sắc đóa hoa thơm, tô đẹp cho đời muôn sắc đóa hoa thơm. Và hôm nay tại lễ hội ẩm thực yến sào Khánh Hòa, mời các bạn hãy thưởng thức cùng chúng tôi với các món ăn độc đáo được chế biến từ sản phẩm tinh chất yến sào. Trước hết, mời các bạn hãy thưởng thức các món chè yến khác nhau từ các nhà hàng khác nhau tại lễ hội Tinh Hoa ẩm thực yến sào lần này. Mời chị mời anh những nam thanh nữ tú, hãy cùng nhau ăn thử món chè lá yến sào, vừa bổ dưỡng thanh tao vừa lưu thông khí huyết. Chị em càng xinh đẹp nam giới lại tráng cường, để anh chị tin tưởng chúng tôi xin kể tiếp. Trước hết xin giới thiệu chè yến chân đường phèn, rồi chè yến hạt sen này chè yến ngũ quả, chè yến huyết bạc quả tới chè yến dừa xiêm. Đây chè yến táo tàu đó là chè trà là yến, chè đông trùng hạ thảo là tám món chè ngon. Xin các bạn hãy dùng mà dùng xong là hạnh phúc. Những
món chè trên là những món chè nấu theo truyền thống của cung đình ngày xưa. Có những món chè được nấu theo khẩu vị ăn của người hiện đại. Nhưng dù nấu theo cách nào thì chè yến xào cũng sẽ làm vừa lòng cho thực khách. Và sau đây là những món mặn khai vị hoặc là món ăn chính trong tiệc mà quý khách có cơ hội được dùng. Khi khai vị thực khách dùng súp yến thả gà, súp yến ngấm linh chi hay là súp yến vị cá. Súp yến nấu cua bể là tuyệt nhất trên đời. Cùng các món ăn thời ta phải cần ghi nhớ, món yến tiềm gà ác hay món tiềm bồ câu, cá yến tiềm bào ngư đó là món ăn số dắt. Người dân Khánh Hòa chúng ta rất tự hào vì đã được thiên nhiên ban tặng cho một vùng non nước, cảnh quan, biển trời kỳ thú. Nơi đây, loài chim yến đã chọn làm nơi cư trú và tạo ra một sản vật yến xào quý hiếm cho cả loài người, trân trọng những giá trị của tạo hóa đã ban cho. Tổng công ty Yến Xào Khánh Hòa luôn hết lòng gìn giữ những giá trị truyền thống của tiền nhân, đồng thời ra sức phát huy ngành Yến Xào Khánh Hòa ngày càng thêm rực rỡ. Quang quang hò là hò vô quang, cánh yến bay khắp cùng quê nhà. Quang quang hò là hò vô quang, tổ thắm tươi hoa tâm hồn Việt Nam. Cuối cùng là hò vô quang, non nước ta ơi là hò vô quang, về đây thưởng thức là hò vô quang. Yến xào quê hương, quang quang hò là hò vô quang, ta có công xây đẹp cho đời. Quang quang hò là hò vô quang, câu hát vui lên mỗi người rạng rỡ. Quang quang vô quang ơi hò quang, quang quang vô quang ơi hò quang, là hỡi lơ vô quang hò quang, là hỡi lơ vô quang hò quang. Nào bạn ơi, ánh dương sáng rực trên biển trời, cùng chung tay thắp lên ánh lửa cho cánh hòa yêu thương. Hò hò vô sẽ đón quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý về dự lễ hội tinh hoa ẩm thực yến xào Khánh Hòa. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi đến tất cả quý vị khách quý lời chào sức khỏe và hạnh phúc, thành công rực rỡ trong cuộc sống. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây để chào mừng lễ hội tinh hoa ẩm thực. Nói đến ẩm thực của yến xào Khánh Hòa thì chúng ta nói đến rất là nhiều sản phẩm đa dạng đó quý vị. Thưa quý vị, vùng đất Nha Trang Khánh Hòa với vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ, hiền hòa giữa biển xanh, nơi đây có một loài chim yến rất là kỳ diệu thưa quý vị, mà từ ngã thường hay nói đó là vi diệu luôn. Và đó là một trong những cái sản phẩm quý hiếm bổ dưỡng mang đậm đà bản sắc truyền thống quê hương xứ sở của non trầm biển yến Khánh Hòa chúng ta. Yến xào đã mang lại nguồn lợi kinh tế cho Khánh Hòa nên người dân nơi đây gọi một cách thân thương đó là vàng trắng quê hương.
Khánh Hòa vô cùng tự hào và vinh dự khi trở thành một đơn vị đầu ngành của cả nước về quản lý, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên Yến Xào, được kỷ lục châu Á xác lập là đơn vị quản lý, bảo vệ số lượng hang đảo yến thiên nhiên nhiều nhất với tổng sản lượng yến xào khai thác lớn nhất châu Á. Với sự kết hợp phương pháp khai thác cổ truyền và công nghệ hiện đại, các sản phẩm của Yến Xào Khánh Hòa vẫn giữ được nguyên giá trị, hương vị đặc biệt, tạo nên một sản vật quý hiếm kết tinh mọi tinh túy của biển, trời và đất. Với sự nỗ lực phấn đấu khẳng định đưa thương hiệu Yến Xào Khánh Hòa bay cao khắp Việt Nam và vươn xa thế giới, trở thành niềm tự hào của xứ sở rừng trầm biển Yến Khánh Hòa. Kính thưa quý vị, Yến Xào, đảo yến thiên nhiên là một trong sản vật quý hiếm của xứ sở rừng trầm biển Yến, nơi được mệnh danh là Vương quốc Yến với quần thể chim yến khai thác phát triển tài nguyên của Khánh Hòa. Không chỉ là niềm tự hào của người dân Khánh Hòa mà là niềm tự hào của người dân Việt Nam chúng ta. Nó gắn liền với công trạng của các bậc thủy tổ ngành Yến Xào và sứ mệnh bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên biển quý hiếm của đất nước. Nhằm quảng bá ẩm thực Yến Xào đến du khách trong ngoài nước, những món ăn bổ dưỡng được chế biến từ Yến Xào thiên nhiên Khánh Hòa. Được sự cho phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, hôm nay công ty Yến Xào Khánh Hòa tổ chức cuộc thi ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa. Đó là lý do chúng ta có mặt trong ngày hôm nay. Đến dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng chào đón các vị khách quý. Xin trân trọng chào đón sự có mặt của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân. Xin chào đón ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Khánh Hòa. Xin chào đón Nguyễn Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa. Chào đón Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Võ Ngọc Hùng. Xin chào đón ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa. Chào đón Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch, ông Nguyễn Mạnh Cường. Về phía lãnh đạo công ty Yến Xào Khánh Hòa, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Yến Xào Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng. Xin chào đón Tổng Giám đốc công ty, ông Nguyễn Anh Hùng. Chào đón Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng đốc công ty, bà Bùi Thị Hạnh. Chào đón Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng đốc công ty, ông Đinh Viết Thuận. Chào đón bà Nguyễn Thị Bích Thường, Hội đồng thành viên kế toán trưởng của công ty. Đến dự chương trình còn có các bộ nhân viên và toàn thể và các đối tác chiến lược của công ty. Một lần nữa, một trọng tài thật lớn để chào đón tất cả quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời Phó Tổng đốc công ty, đại diện ban tổ chức cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa, bà Bùi Thị Hạnh, Bí thư Đảng ủy sẽ lên tuyên bố khai mạc. Trong không khí sôi động đầy màu sắc của lễ hội Festival biển và lễ hội Yến Xào Khánh Hòa năm 2017, hôm nay công ty Yến Xào Khánh Hòa long trọng tổ chức cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa. Nhờ vào nguồn gốc địa hóa và khoáng chất phong phú tại những vách đá treo leo hiểm trở, những hang động sóng biển vỗ quanh năm chính là nền tảng làm nên giá trị dinh dưỡng đặc biệt cao và mùi vị thơm đặc trưng riêng của tự Yến đảo. Chính sự kết tinh của biển trời non nước đã tạo nên hương vị quý hiếm của Yến đảo thiên nhiên Khánh Hòa. Tự hào lịch sử hào hùng của truyền thống ngành nghề, Yến Xào Khánh Hòa luôn giữ vững bản sắc truyền thống, nỗ lực mang đến cho người tiêu dùng trong và ngoài nước những dòng sản phẩm có giá trị bổ dưỡng cao cấp, thực hiện sứ mệnh phổ biến hóa giá trị tinh hoa ẩm thực đến cộng đồng. Với ý nghĩa đó, ngày 10 tháng 5 năm 2016, công ty Yến Xào Khánh Hòa đã phát động cuộc thi toàn công ty về tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa. Cuộc thi đã thu hút 12 đội đăng ký tham gia, gồm hệ thống nhà hàng, khách sạn, các nhà máy, các trung tâm dịch vụ du lịch, trung tâm quảng bá sản phẩm Yến Xào Khánh Hòa, các chi nhánh trực thuộc công ty. Đây là dịp để các đội thi thể hiện sự tinh túy của tinh hoa ẩm thực Yến Xào, nghệ thuật sáng tạo chế biến các món ăn từ Yến Xào, tôn vinh Yến đảo thiên nhiên mà trời thiên nhiên đã ban tặng cho quê hương Khánh Hòa. Thay mặt Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc công ty, tôi chúc mừng các đội thi đã nỗ lực tạo ra những ý tưởng mới để chế biến các món ăn ẩm thực Yến Xào phong phú đa dạng, phổ biến hóa giá trị dinh dưỡng của Yến đảo thiên nhiên, phổ biến hóa văn hóa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa đến với du khách trong và ngoài nước. Trên tinh thần đó, thay mặt Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban tổng giám đốc công ty, tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa chào mừng Festival biển năm 2017.
Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý, các đồng chí phóng viên truyền thông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc 12 đội thi tinh hoa ẩm thực Yến Xà Khánh Hòa bình tĩnh, tự tin, đạt được kết quả cao và thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bà Bùi Thị Hạnh. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu một vị khách quý. Xin trân trọng giới thiệu tỉnh ủy viên, chánh văn phòng tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh. Kính thưa quý vị, nói đến Yến Xà Khánh Hòa là nói đến tự hào của người dân Khánh Hòa, bởi vì Yến Xà Khánh Hòa không chỉ có người dân Việt Nam biết đến mà tất cả các du khách nước ngoài đều yêu quý cái thương hiệu Yến Xà Khánh Hòa. Thưa quý vị, ngày xưa bà ta nói là khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, ăn với no thôi. Nhưng đến nay xã hội phát triển rồi, kinh tế phát triển rồi, người ta không chỉ ăn no mà ta muốn ăn ngon, mà ăn ngon phải đẹp nữa quý vị. Quý vị thấy rằng thường ta nói phụ nữ Khánh Hòa đẹp lắm, bởi vì nhờ ăn yến xào Khánh Hòa đó. Chính vì thế nên phụ nữ cả nước cũng đang hướng đến để da mặt nó đẹp hơn, tướng nó có eo thon hơn như người mẫu nên ăn yến xào Khánh Hòa. Đó là những cái lời mà đồn đại mà không chỉ người dân Khánh Hòa biết mà tất cả người dân cả nước đều biết điều đó. Đó là cái niềm vui rất đặc biệt đối với Yến Xà Khánh Hòa, thưa quý vị. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Phạm Thanh Phong, Phó trưởng phòng tổng hợp công ty Yến Xà Khánh Hòa lên sân khấu công bố quyết định thành lập ban giám khảo cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xà Khánh Hòa. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa ủy nhiệm của Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty, tôi xin công bố quyết định Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định của Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Yến Xào Khánh Hòa về việc thành lập ban giám khảo cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa năm 2017. Căn cứ quyết định số 2999 trên QĐ UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Yến Xào Khánh Hòa. Căn cứ thể lệ cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa năm 2017, căn cứ đề nghị của ban tổ chức cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa năm 2017, quyết định điều 1 nay thành lập ban giám khảo cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa năm 2017 gồm các ông bà có tên sau: 1. Ông Lê Trung Hưng, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa, trưởng ban. 2. Bà Võ Thị Hà, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở công ty Yến Xào Khánh Hòa, phó trưởng ban. 3. Ông Đỗ Quang Long, bếp trưởng khách sạn đệ nhất thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên. 4. Ông Nguyễn Văn Tú, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Hà Nội, ủy viên. 5. Bà Hồ Thị Hoàng Anh, giám đốc nhà hàng Phú Xuân, thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên. Điều 2. Ban giám khảo cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa năm 2017 có trách nhiệm chấm điểm và xếp hạng các đội thi tham dự cuộc thi theo thể lệ được ban tổng giám đốc công ty Yến Xào Khánh Hòa phê duyệt. Điều 3. Ban tổ chức cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa năm 2017 và các ông bà có tên như trên căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty Yến Xào Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng thành viên đã ký Lê Hữu Hoàng. Tôi trân trọng kính mời ông Lê Hữu Hoàng, Chủ tịch Hội đồng thành viên công ty Yến Xào Khánh Hòa, ông Nguyễn Anh Hùng, Tổng đốc công ty Yến Xào Khánh Hòa và ông Đinh Viết Thuận, Phó Tổng đốc công ty Yến Xào Khánh Hòa sẽ lên trao quyết định và tặng hoa cho ban giám khảo. Một tràng pháo tay chúc mừng ban giám khảo và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo của Yến Xào Khánh Hòa. Xin cảm ơn các đồng chí. Tiếp theo chúng tôi xin thông qua danh sách các đơn vị tham dự cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa và kính mời đại diện các đơn vị lên sân khấu nhận hoa cờ lưu niệm của ban tổ chức. Chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân và bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa, bà Nguyễn Thị Lê Thanh,
Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, ông Lê Hữu Hoàng, Chủ tịch hội thành viên công ty Yến Sào Khánh Hòa, bà Bùi Thị Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng đốc công ty. Chúng ta lên sân khấu để trao cờ, trao hoa cho các thành viên. Chúng tôi xin đọc kính mời ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông. Xin mời ông Võ Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao. Xin kính mời ông Nguyễn Sĩ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang. Và xin mời bà Nguyễn Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa. Xin mời các vị có tên lên sân khấu để cùng trao hoa, trao cờ lưu niệm. Và chúng ta đứng lên khoảng bước lên 3 bước để chụp hình cho nó đẹp ạ. Bước lên trên khoảng 3 bước xong rồi các đồng chí. Một tràng pháo tay để chào đón tất cả quý vị có mặt trên sân khấu. Cảm ơn các đồng chí, cảm ơn các anh chị. Thưa quý vị, có những cuộc thi như thế này chúng ta mới thấy được cái tầm quan trọng, những giá trị kinh tế của những cái sản vật hết sức là quý hiếm. Ngày như ngày xưa người ta nói có những cuộc thi thế này chỉ có tổ chức ở trong cung vàng điện ngọc thôi, mà ngày hôm nay chúng ta tổ chức ở tỉnh Khánh Hòa này cho thấy được rằng là ngày càng hiện đại hơn và tất cả mọi người đều quan tâm đến những điều này hơn. Và chắc cuộc thi hôm nay nếu mà chúng ta cố gắng nỗ lực thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm đặc biệt để có thể mời tất cả những vị khách quý hôm nay để thưởng thức cái món đó. Ngày hôm nay tất cả các đơn vị đã sẵn sàng. Còn bây giờ chúng ta hãy cho một tràng pháo tay để cuộc thi bắt đầu. Cảm ơn các anh chị. Bây giờ xin mời tất cả đội thi chúng ta trở về vị trí và mời các đồng chí lãnh đạo chúng ta sẽ tham quan và cùng động viên tất cả các đội thi để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cảm ơn các đồng chí, cảm ơn các anh chị. Các đơn vị chú ý, cuộc thi diễn ra trong thời gian 90 phút. Vang câu ca cùng vượt qua phong ba, cùng chung tay góp sức tương lai thiết tha gọi ta. Ta vượt ngàn khơi giữ gìn biên trời, giữ gìn đạo hiến phát trên tài nguyên. Từng đàn chim sinh rơi là niềm vui nơi nơi, đời thêm bao sức sống mỗi chương lên vững bản ơi. Sống thiên nhiên khắp trên đảo xanh, gọi từng mùa xuân tới, tăng đầy nguồn vui mới, và người người thêm dưng sống cho hạnh phúc xanh tươi. Qua bao nhiêu gian khó chúng ta giữ trong niềm tin chính mình, quê hương ta xa nên vươn công năm châu anh dương bình minh, hòa mình cùng thế giới là hành trình vươn tới, lòng tự hào xa nên thắm tươi cuộc sống. Sao Khánh Hòa nhưng chẳng được qua thung dùng lòng ta, cùng hòa vang câu ca, cùng vượt qua phong ba, cùng chung tay góp sức tương lai thiết tha gọi ta. Ta vượt
ngàn khơi, giữ gìn biên trời, giữ gìn đảo yên, phát triển tài nguyên. Từng đàn chim xin rơi là niềm vui nơi đời, đời thêm bao sức sống, môi trường bền vững mà thơm. Khánh Hòa sang nét biết bao tự hào trong ngương yên thảo, chim thiên di bay đến vui sống thiên nhiên khắp trên đảo xanh. Gọi từng mùa xuân tới, thắp đầy nguồn vui mới, hàng người khen xuân sống cho hạnh phúc xanh tươi. Qua bao nhiêu gian khó chúng ta giữ tròn niềm tin chính mình, quê hương ta sao nét từ khắp năm châu anh dương bình minh. Hòa mình cùng thế giới là hành trình vươn tới, lòng tự hào sao nét thắm tươi cuộc sống. Kính thưa quý vị, chúng ta đang thấy hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo của tỉnh cũng như của công ty đang đến động viên từng đội thi để có thể các đội thi có thể tinh thần nỗ lực hơn nữa. Rồi bây giờ là có đồng chí lãnh đạo tỉnh đến đây để động viên các anh em để chúng ta làm tốt cuộc thi này trong vòng 90 phút ha. Bây giờ sếp Tuân sẽ có đôi lời chia sẻ cùng các anh chị đây. Hôm nay lãnh đạo tỉnh rất là vui khi đến chứng kiến cuộc thi lễ hội ẩm thực Yến Sào Khánh Hòa trong khuôn khổ Festival Biển 2017. Như thế là theo đồng hồ của ban tổ chức là chúng ta chỉ còn 2 giờ đồng hồ nữa là tiếng trống khai hội Festival Biển với chủ đề mở rộng vòng tay bè bạn sẽ chính thức khai mạc. Và tôi rất là hoan nghênh công ty Yến Sào Khánh Hòa đã tổ chức lễ hội ẩm thực Khánh Hòa trong khuôn khổ festival lần này. Đây là một cái dấu ấn và một cái bước tiến để gọi cho mọi người, như anh Quyền Linh nói là ăn yến sào da ngày càng đẹp, như đồng chí Tấn Tuân là da rất đẹp. Mặc dù hôm nay là 54 tuổi rồi, mọi người hãy cùng ủng hộ cho Yến Sào Khánh Hòa. Rồi bây giờ tất cả chúng ta cùng là quyết tâm nha. 1, 2, 3, quyết tâm. 2, 3, quyết tâm. Cảm ơn chị Tương Tân. Rồi bây giờ tất cả các đội thi chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Sào Khánh Hòa bắt đầu. Đề nghị tất cả anh em cho tràng pháo tay thật lớn lên nào. Chúng ta đang đến với đội đầu tiên đây đó, Nha Trang Palace Hotel. Hôm nay là bạn đang làm món gì? Em làm món canh gà hoa trung thảo. Món như thế nào bạn có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết được không? Dạ, cái món canh gà hoa trung thảo này nó mang cái hương sắc của Nha Trang Palace. Ý là để một cái tinh hoa nên em kết hợp với cái gà hơ mông và cái hoa trung thảo. Cái này là cái hoa trùng thảo, nó mang nhiều chất dinh dưỡng cho sức khỏe mọi người. Nó mang thêm các loại vitamin, vitamin B1, B2, B6 và vitamin C, E, D cho phụ, với nam giới thì mang lại sức cường lực, và phụ nữ thì mang tới không rất là đẹp da. Quan trọng là nam giới cường lực hoành tráng, nữ đẹp da, cái đó mới quan trọng ha. Rồi món tiếp theo của em là món ngọc sa thảo, nấu về từ đu đủ và yến. Cái món yến đặc trưng của nó là yến cúc tinh hoa. Cái đu đủ thì em muốn mang lại tất cả những cái gì mà của ai cũng mọi người đều dùng được, đều dùng được. Đu đủ thì kiếm cũng có, mà yến xào bây giờ là để phổ biến hết. Em muốn trình bày cái một cách là đơn giản và nhanh gọn nên có thể ai cũng thể dùng được hết. Cái đu đủ á, thì mình có thể tốt cho nhuận trường và tốt cho đường hô hấp. Đây là món đu đủ. Đu đủ thì dễ tìm rồi, còn yến thì hơi khó, phải ra ngoài đảo mới có. Nhưng mà có yến xào Khánh Hòa đúng không? Dạ, có yến xào Khánh Hòa. Dạ. Rồi cảm ơn chị.
chúc cho đội chúng ta sẽ thành công rực rỡ nha. Một tràng pháo tay để chúc mừng cho đội đầu tiên. Chúng ta đến với đội thứ hai xem nấu món gì đây. Nhà hàng Yến Xào Khánh Hòa, hôm nay đội mình làm món gì? Thì ở đây khai vị sẽ là ba món và sẽ ứng dụng ba kỹ thuật nấu ăn khác nhau. Ở trong đó thì có áp chảo, có hấp và có súp trong một món ăn. Và cái món cuối cùng đó là mình làm kem, một loại kem mà mình sẽ ăn chung với lại yến chưng luôn. Và kem sẽ được làm trực tiếp tại đây bằng cái khí nitơ lỏng. À, hấp dẫn quá hả? Rồi, chúc bạn thành công nha. Làm trực tiếp tại đây hết ha. 90 phút, bây giờ hết 5 phút rồi đó, cố gắng nhanh lên. Tiếp theo chúng ta đến với đội trung tâm quảng bá sản phẩm nhà hàng Yến Xào Khánh Hòa. Hôm nay đội mình làm món gì vậy anh? Dạ, hôm nay tụi em đến đây là làm hai món ạ. Là món súp yến hải sản ạ và chè yến nhiệt đới ạ. 90 phút làm kịp không? Dạ, kịp ạ. Rồi, làm nhanh lên nha, mọi người đang đợi đấy. Cảm ơn anh. Chúc thành công nha. Chi nhánh Hà Nội, Yến Xào Khánh Hòa. Mình làm món gì đây anh? Gan ngỗng sốt mật yến dạ. Yến là một loại thức ăn rất là tốt cho sức khỏe dạ. Cộng với lại cái gan ngỗng nó lên một cái độ béo nó hòa quyện trong món ăn dạ. Cùng với cái sốt nó chua chua ngọt ngọt. Rồi, chúc anh thành công nha. Tiếp theo chúng ta đến với đội Yến Xào Khánh Hòa chi nhánh Đà Nẵng đây. Các anh chị đang làm món gì? Món gì anh? Chị đang làm món cá cuộn với yến Gimani và sốt với rau chùm ngay. Và món thứ hai là cái món bánh yến với khoai tây kết hợp với ăn bánh bánh quy, nó giòn giòn làm cái thú vị, ăn không bị ngán. Cái món này hấp dẫn nha, ngăn ngừa ung thư phổi, ung thư gan nữa. Chắc hồi tôi ăn nhiều lắm mà. Cảm ơn nha, chúc mừng đội này nha. Cố gắng lên. Chúng ta sẽ đến với đội chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Yến Xào Khánh Hòa. Hôm nay mình làm món nào vậy? Thạch yến ăn kèm với trứng cá caviar và một ít đồ rau củ ngâm chua là món khai vị. Còn món trong miệng là tụi em làm cái món kim trân nhất bắc trân, tức là một cái viên màu vàng tròn nhưng trong là yến và ăn kèm với một ít hạt maca. Nó có điều gì tốt cho cơ thể không? Hỗ trợ gọi là chữa bệnh gì không? Nó rất tốt cho những người suy nhược, người ta ăn vào thì phục hồi rất là nhanh. Và nó rất là có nhiều tác dụng và nó được xếp vào 8 loài quý hiếm thực phẩm. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Hấp dẫn quá. Chúng tôi đang trông chờ nha, cố gắng lên. Rồi, bây giờ mình đi qua du lịch đảo Yến Đông Tầm. Rồi, em có thể giới thiệu cho mọi người hôm nay đội của em nấu món gì? Dạ, thì hôm nay thì đơn vị của em sẽ trình bày hai món. Một món mặn có tên là Yến Cocktail và một món thứ hai tên là món ngọt tên là Yến Thạch Sữa Chua Hạt Điều. Đối với cái món mặn yến cocktail này thì bên em sẽ sử dụng những sản phẩm chính, đó là tôm sú, trứng cá hồi đen và đỏ, và đặc biệt nữa là bơ, và kết hợp với một số đồ legume khác nữa sẽ đảm bảo được những cái thành phần dinh dưỡng mà cần thiết cho con người. Và món thứ hai đó là món ngọt, thì món ngọt này sẽ là sự kết hợp tuyệt vời giữa các dòng sản phẩm của công ty Yến Xào Khánh Hòa, đó là yến tinh chế, sữa chua Yến Xào Fukudan và hạt điều Sunny Food. Và món này chúng ta có thể dùng kèm với một số loại trái cây của mùa lễ hội mùa hè hoặc là với lại mứt yến. Và đối với em, riêng em thì đối với đàn em thì là hậu duệ của công ty Yến Xào Khánh Hòa, là hậu duệ của ngành nghề lịch sử, thì bản thân em sẽ luôn trau dồi tìm hiểu những món ẩm thực mới để đưa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa luôn sống mãi trong lòng của người tiêu dùng và sẽ bay cao bay xa hơn nữa. Và đúng với chủ đề của Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa năm 2017 đã là mở rộng vòng tay bè bạn. Em xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Rồi, chúng ta sẽ đến với nhà khách Khánh Hòa, ẩm thực truyền thống. Em hôm nay đội của mình nấu món gì vậy? Dạ, món gà tọc sốt chanh dây. Có yến không? Có, sốt tổ yến chanh dây. Dạ. Dạ. Vậy là phải có yến vô nữa chứ, đúng không? Dạ, đúng rồi. Món đó hỗ trợ cho con người như thế nào em? Dạ, thịt gà thì trước giờ thì người ta đã biết rồi, rất là bổ dưỡng. Kết hợp với là tổ yến thì trong tổ yến nó có nhiều acid amin mà cơ thể không có tạo ra được. Thì tổ yến là sẽ bổ sung cho nhiều acid amin có lợi và nó rất tác dụng rất nhiều đến là sức khỏe con người. Ăn đẹp trai không? Dạ, em nghĩ là có. Em nghĩ là có, đẹp trai mấy anh ăn nhiều lắm à. Rồi, cảm ơn bạn nhiều ha. Chúng ta đến với đội Hải Âu Theo đây. Rồi, xin chào anh giới thiệu cho mọi người, ban giám khảo cùng nghe luôn nha. Dạ, xin giới thiệu thì em đến từ Hải Âu. Hôm nay em đến với hội thi ấy, gồm món xá sùng tìm yến và món chè yến đồ ngự.
Đây là hai thứ nguyên liệu rất là quý giá, mà nếu kết hợp với những cái món yến xào nữa thì có tính giải nhiệt rất là cao và tốt cho sức khỏe, nhất là mùa hè năm nay. Giờ mình đang nóng quá, mình ăn vô là mát hết đúng không? Dạ. Tối ngồi ngủ khỏi đợi nó đúng không? Rồi, không. Rồi món này có khả năng hỗ trợ thế nào với chúng ta anh? Dạ, nhờ đối với những người về mùa hè thì để mà trong những ngày nắng nóng này mình làm việc rất là cực thì mình chỉ cần ăn một cái bát sá sùng tìm thôi. Nó là một cái loại địa sâm mà dân gian hay gọi, thì sẽ coi như hầu như là hồi phục sức khỏe ngay trong ngày. Và đối với những cái chè ngự á, thì em kết hợp với cái hương hồng sâm á, thì giống như là ở một cái hương, cái thổi hương vô của cái mùa, cái thảo nguyên á, tạo ra cái sinh lực ngay tức thời. Tạo ra sinh lực tức thời luôn hả? Cái này hay rồi nha. Tại vì khi mình bắt đầu mình chế biến một cái sá sùng này á, mình phải làm rất là sạch kỹ, và sau đó mình nhồi một cái lượng thịt bacon vô, và cái nước tìm đó mà nó gồm những cái nước chè lê rồi những cái loại lông cô. Dạ. Này sá sùng nữa hả? Rồi mình kết hợp với yến luôn. Rồi hy vọng hồi mình làm xong mọi người sẽ thưởng thức xong tăng sinh lực luôn ha. Cảm ơn anh nha. Nghe tăng sinh lực là ai cũng khoái rồi đó. Rồi chúng ta sẽ đến với nhà hàng Yến Xào Khánh Hòa. Đội bên đây chúng ta làm món gì đây? Có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết được. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào quý vị đến với cuộc thi tinh hoa ẩm thực Yến Xào Khánh Hòa. Dạ, đội nhà hàng Yến Xào Khánh Hòa, chúng em đến hôm nay đến với hai món ăn độc đáo là món ngọt là chè yến cung đình và món mặn là súp yến bào ngư. Chè yến cung đình với lại súp yến bào ngư. Chà, nghe con Dương hấp dẫn quá ha. Món này ăn mình khỏe không? Đẹp không? Dạ khỏe, khỏe 100% luôn ạ. Món này mình có trị bệnh gì không? Dạ chống lão hóa, trị ung thư, dạ, ngược. Dạ anh già anh lão hóa rồi ăn trẻ là được không? Dạ trẻ mãi không về luôn anh. Rồi cảm ơn em nha. Rồi chúc mọi người thành công. Ăn yến của nhà hàng Yến Xào Khánh Hòa là trẻ mãi không già luôn đó nha. Chúng ta sẽ đến với trung tâm quảng bá sản phẩm nhà hàng Yến Xào Khánh Hòa. Hôm nay mình làm món gì có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết được anh? Hôm nay trung tâm quảng bá sản phẩm và Yến Xào Khánh Hòa sẽ mang đến hai món thi. Món thứ nhất là món chè yến chưng với đường thốt nốt và hạt chia. Và món thứ hai là món nói đến món mặn á, thì trước giờ chúng ta đã thấy sự kết hợp giữa mà bào ngư, vi cá, nhưng hôm nay đội trung tâm quảng bá sẽ đưa đến cho hội thi là giữa kết hợp với lại giữa bào ngư và hải sâm để tìm yến, cho nên mang đến cho một cái hương vị nó mới. Chờ chút xíu mình xem trung tâm quảng bá sản phẩm nhà hàng Yến Xào Khánh Hòa thế nào. Còn bây giờ nhà máy chế biến nguyên liệu Yến Xào Khánh Hòa, hôm nay các anh chị làm món gì có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết? Dạ, thì em xin thay mặt cho chi nhánh nhà máy sản xuất chế biến yến xào xin gửi lời đến quan khách và ban giám khảo lời chào. Đầu tiên thì em làm hai món, đó là chè long tổ yến và cùi sò điệp Nhật với lại sốt táo và chưng tổ yến. Thì ở đây em dùng táo tươi mình ép lấy nước, sau đó mình chưng chung với lại tổ yến để tạo một cái vị mới lạ, cái vị ngọt thanh và cái vị hơi chua chua của táo. Sau đó em có nấu chung với lại một thanh quế để hơi thoang thoảng mùi quế, sau đó mình sẽ ăn kèm với lại sò điệp của Nhật Bản. Thì đã món ăn này em nghĩ là sẽ đem lại một cái hương vị mới, một cái cách mới cho cái món yến xào của chúng ta. Rồi, chúc các anh sẽ thành công rực rỡ ha. Cảm ơn anh. Các đội đang đi đến nước rút rồi, còn khoảng 15 phút nữa là các đội có thể trình bày những cái món ăn của mình rồi. Chim yến bay về rợn bóng hoàng hôn,
đừng vương vấn. Hương Yên sao xa né xa na, Khánh Hòa nhà trắng luôn mãi tự hào. Trao đến mọi người hàng chân lương cao, cho ta sức sống hạnh phúc dâng trao. Ban giám khảo đang ở khu vực nhà hàng Yến Sào Khánh Hòa, đang nêm nếm và thấm điểm. Quý vị chúng ta tập trung vào khu vực này để chúng ta nghe trình bày cái công đoạn hình thành nên cái món ăn ngày hôm nay. Đấy, đầu bếp đang chế biến một cái loại kem tại chỗ luôn. Xanh trong vô giang rào, chim miến bay về rợp bóng hoàng hôn, biên trời quê hương lòng thêm vương vấn. Hương Yên sao xa né xa na, Khánh Hòa nhà trắng luôn mãi tự hào. Chào đến mọi người hàng này mình chưng yến riêng đúng không? Xong mình làm kem mình mới cho yến lên hình. Cùng hòa vang câu ca, cùng vườn hoa phong ba, cùng chung tay góp sức tương lai thiết tha gọi ta. Ta vượt
vùng ngàn khơi, giữ gìn biên trời, giữ gìn đạo hiến phát trên tài nguyên. Từng đàn chim sinh rơi là niềm vui nơi nơi, đời thêm bao sức sống môi trường bên vững bản ơi. Khánh Hòa xa nét biết bao tự hào trầm hương miến xào, chim thiên di bay đến vui sống thiên nhiên khắp trên đảo xanh. Gọi từng mùa xuân tới tặng đời nguồn vui mới, hoa người người thêm xứng sống cho hạnh phúc. Niềm tin chính mình, quê hương ta xa nên vươn không năm châu anh dương bình minh, hòa mình cùng thế giới là hành trình. Bà giám khảo chấm rất là kỹ nên các đội cẩn thận nha, nên đếm lại cho nó kỹ đi nha. Bà giám khảo này căng lắm á, nên rất nếm rất là ít, rất là kỹ, không được sơ suất trong giai đoạn công đoạn cuối này. Góp sức tương lai thiết tha gọi ta, ta vượt ngàn khơi giữ gìn biên trời, giữ gìn đạo hiến phát trên tài nguyên. Từng đàn chim sinh rơi là niềm vui nơi nơi, đời thêm bao sức sống môi trường bên vững bản ơi. Khánh Hòa xa nét biết bao tự hào trầm hương miến xào, bay đến vui sống thiên nhiên khắp trên đảo xanh. Gọi từng mùa xuân tới tặng đời nguồn vui mới, hoa người người thêm xứng sống cho hạnh phúc xanh tươi. Qua bao nhiêu gian khó chúng ta giữ trong niềm tin chính mình, quê hương ta xa nên vươn không năm châu anh dương bình minh, hòa mình cùng thế giới là hành trình vươn tới. Lòng tự hào xa nét thắm tươi cuộc sống. Sao Khánh Hòa nhưng chẳng được qua thúng dụng lòng ta, cùng hòa vang câu ca, cùng vượt qua phong ba, cùng chung tay góp sức tương lai thiết tha gọi ta. Ta vượt ngàn khơi giữ gìn biên trời, giữ gìn đạo hiến phát trên tài nguyên. Từng đàn chim sinh rơi là niềm vui nơi đời, đời thêm bao sức sống môi trường bên vững bản ơi. Khánh Hòa xa nét biết bao tự hào trong hương yên thảo, chim thiên di bay đến vui sống thiên nhiên khắp trên đảo xanh. Gọi từng mùa xuân tới thắm đầy nguồn vui mới, hàng nghìn người thêm xứng sống cho hạnh phúc. Niềm tin chính mình, quê hương ta xa nét tương khắp năm châu anh dương bình minh, hòa mình cùng thế giới là hành trình vươn tới. Lòng tự hào xa nét thắm tươi cuộc sống dân đời. Khánh Hòa xa nét biết bao tự hào trăm hương yên xào, chim thiên di bay đến vui sống thiên nhiên khắp trên đảo xanh. Gọi từng mùa xuân tới tặng đời nguồn vui mới, hòa mình người thêm sống cho hạnh phúc xanh tươi.
giới.